Chấp 198 ta trời sinh đã là nhân vật phản diện. Giang thần, ngươi đến có chút muộn rồi đó. À, việc này dù sao cũng không đơn giản, nên là ta đã chuẩn bị kỹ càng hơn chút. Khí tức trên người giang thần này sao mạnh hơn mấy phần. Người này chắc còn giấu chúng ta điều gì đó. Đi dọc theo con đường này, ta có thể cảm nhận được phía trước có khí tức bất thường. Ừm, tất cả nhờ cả vào ngươi. Ta có một dự cảm tốt, không chừng đêm nay chúng ta thực sự có thể tìm thấy Trường Thiên Tháp. Không cần quá lạc quan, huynh muội ta đến trước mấy tháng, chút không manh mối cũng không có. Quả nhiên không ngoài dự đoán của mình, huynh muội cơ ra lén lút đến đây thăm dò, chắc hẳn là có manh mối gì đó. Người dẫn đường kia chính là tên ban ngày đi theo bên Cơ Sơ Nguyệt. May mà mình đã cảnh giác trước. Mình phải nhanh chóng báo tin tức này cho Cố Trường Ca. Nếu đêm nay thật sự có thu hoạch, mình đây nhất định sẽ được coi trọng. Ồ, họ có manh mối gì rồi? Nếu như suy đoán của ta không sai, Trường Thiên Tháp rất có thể sẽ xuất hiện vào đêm nay. Vậy mà chúng ta còn ở đây ung dung gì nữa, mau lên đường thôi. Không vội, giang thần kia là một tên rất chậm chạp, chúng ta đợi thêm chút tin tức, với tốc độ của chúng ta thì qua đó rất nhanh thôi. Giang thần. Một người đại khí vận đến từ hạ giới. Người đại khí vận. Đợi chúng ta lấy được Trường Thiên Tháp, thì chỉ còn lại Trường Thiên Luân và Trường Thiên Kiếm nữa là mở được Di Tàng Tiên Cung. Trường Thiên Kiếm chủ chắc cũng là một người đại khí vận nhỉ. Nghe đồn người sở hữu Trường Thiên Kiếm có thể thiên hạ vô địch, bây giờ chưa từng nghe nói qua có người như vậy, chứng tỏ chưa ai biết Trường Thiên Kiếm đang ở đâu. Về phần Trường Thiên Luân, hẳn là ở trong tay Cơ Gia. Sao chàng biết? Mình không nghĩ lần này Cơ Gia sao lại đến sớm tìm kiếm tung tích của Trường Thiên Tháp, hơn nữa biểu hiện ra sức hơn bất kỳ thế lực nào khác. Là bởi vì bọn họ đã có được một kiện Trường Thiên Khí, cho nên mới bắt buộc phải có Trường Thiên Tháp. Đúng, khi người ôm ấp ảo tưởng không thực tế, là lúc nguy hiểm nhất. Hừ, cô nương Ninh Nhi truyền tin rồi, có vẻ chúng ta có thể lên đường rồi. Cái gì, cô nương? Khụ, quân cờ. Chỗ này có rất nhiều tiên thiên trận văn, cần phải phá bỏ mới qua được. Vậy mà có trận văn. Ca ca, trước đây chúng ta rõ ràng đã tìm kiếm khu vực xung quanh đây, nhưng không phát hiện gì. Đi thôi, qua núi này chắc là nơi của Trường Thiên Tháp. Đây chính là năng lực của thần nguyên sư sao. Đúng là thần bí khó lường. Qua, hình như những thứ này đều là linh thạch. Đừng đụng lung tung. Một hồi nếu mà có dị động gì đó, thu hút các tu sĩ khác đến, lúc đó thiệt thòi cũng là các ngươi. Sơ Nguyệt. Cái gì mà giữ vậy, ta chỉ tò mò chút thôi mà. Qua. Không ngờ nơi này còn có bí cảnh lớn như vậy. Tử Sơn. Ngọn núi kia không đơn giản, bên trong có khí tức bất an, có lẽ phong ấn thứ gì đó. Giang thần, ngươi có thể nhìn ra là cái gì không? Ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, để huynh muội Cơ ra đi thăm dò trước. Ta không biết, nhưng theo suy tính của ta, Trường Thiên Tháp hẳn là ở trong Tử Sơn. Tòa Tử Sơn này hung hiểm dị thường, dưới thánh cảnh bước vào chắc chắn sẽ chết. Sơ Nguyệt, muội và Giang Trần ở lại bên ngoài, ta vào trong thăm dò một phen, muội không cần lo lắng. Nếu có nguy hiểm gì, hai người cũng có thể rời đi trước. Ca ca, huynh cẩn thận đấy. Thần tử Cơ Gia này cũng là người có đại tạo hóa. Dưới tình huống như vậy, còn đang lo lắng cho muội muội của mình, cũng không ép buộc mình vào núi, là một trượng nghĩa, người này đáng giá thâm giao. Mình không nhìn lầm người. Giang thần, đa tạ ngươi đã giúp bọn ta. Chờ bọn ta lấy được Trường Thiên Tháp, ngươi hãy theo bọn ta về Cơ Gia, ta sẽ dẫn ngươi tu luyện. Nguy hiểm, kẻ nào? Ha ha, Cơ Sơ Nguyệt, khó trách ngươi để ý nam tử kia như thế, không ngờ lại là thần nguyên sư. Tuy nhiên, các ngươi thật là to gan, nửa đêm lén lút đến đây, phát hiện tung tích của Trường Thiên Tháp. Vậy mà không báo trước cho Trường Ca thiếu chủ, lại định nuốt riêng. Là Trần Ngưng Nhi cô dám theo dõi bọn ta. Ngay cả hàng nhái của Trường Thiên Kính cũng mang theo. Bớt nói nhảm đi, Cơ Sơ Nguyệt các ngươi thật đúng là to gan, nửa đêm len lén đến đây dò xét tung tích của Trường Thiên Tháp, bằng mặt không bằng lòng với Trường Ca thiếu chủ. Trần Ngưng Nhi, đừng nói nhảm nữa, bọn ta sẽ giải thích với Trường Ca thiếu chủ. Xem ra mình còn phải thêm chút dầu. Bảo vật có đức người mới giữ được, theo lời ngươi nói, chẳng lẽ chỉ cần Trường Ca thiếu chủ của ngươi nói một câu, tất cả bảo vật trên đời này đều là của hắn sao? Hừ, ta không tin Cố Trường Ca có thể một tay che trời ở thượng giới. Bảo vật đã nhắm,
ai cũng không thể tranh đoạt với hắn. Con kiến hôi cũng dám vọng nghị trường ca thiếu chủ, tìm chết. Ngươi im đi, đừng nói lung tung. Hay lắm, Cơ Sơ Nguyệt, con kiến này dám mạo phạm trường ca thiếu chủ, ngươi còn dám bảo vệ hắn. Ta thấy ngươi là định đối nghịch với trường ca thiếu chủ. Cô, ta. Ta sẽ giải thích với trường ca thiếu chủ. Ồ. Cơ cô nương muốn giải thích gì với ta? Trường ca thiếu chủ. Minh không, chữ đế. Làm sao bây giờ, chết tiệt. Có ta ở đây đừng hoảng, tùy cơ ứng biến. Trường ca thiếu chủ, Cơ gia không biết từ đâu tìm được một người có thể thăm dò trưởng thiên tháp, muốn giấu ngài lấy trộm thần khí. Ồ. Không có, bọn ta. Cơ Nghiêu Tinh. Ngươi đang nói gì vậy, ca ca? Huynh muội bọn ta vốn định lấy được trưởng thiên tháp rồi dâng lên cho trường ca thiếu chủ, như vậy có thể giảm bớt không ít phiền toái cho thiếu chủ. Chính vì hành động vội vàng của ngươi, phá hỏng kế hoạch của ta. Ca ca, huynh, im miệng, cô trường ca người này thực lực đáng sợ lại tàn nhẫn. Muội nghĩ danh hiệu đệ nhất thế hệ trẻ của hắn là do hô hào mà có sao? Bằng chút thông minh đó của muội là không được đâu. Lúc này nếu muốn qua khỏi chuyện này, chỉ còn cách. Mình có một linh cảm xấu. Ngươi có ý gì? Trước mặt thiếu chủ trường ca ngươi còn muốn cào bừa sao? Thần tử Cơ gia này thoạt nhìn chững chạc đàng hoàng, không ngờ lại giảo hoạt như cố trường ca. Nghiêu Tinh đạo huynh, nói rõ kế hoạch. Trường thiên tháp mà trường ca thiếu chủ muốn ở ngay đây, nhưng với năng lực của bọn ta thì không thể lấy ra, thậm chí không tìm được vị trí của nó. Mà giang thần phía sau ta lại là một vị thần nguyên sư, có hắn đương nhiên có sẽ thể dễ dàng tìm thấy vị trí của trường thiên tháp, sau đó lấy nó ra. Nhưng giang trần hắn có thù oán với thiếu chủ trường ca, sau khi biết chuyện này, không muốn giúp bọn ta, nên không còn cách nào khác, ta và muội muội đành phải ra hạ sách này. Mẹ nó, mới thế mà ngươi đã bán đứng ta. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi. Mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.